hồi trước con không dám đi săn, thường xuyên ăn nấm. Hiểu thanh hiểu một cái có vẻ hơi ngại ngùng. Mày thật là vô dụng. Sau này tao sẽ bắt rất nhiều con mồi để mày ăn. Nấm cũng ngon mà. Mày chưa chắc đã bắt được đâu. Tao chắc chắn sẽ bắt được. Phượng Tài nói xong liền như viên đạn nhỏ lao ra. Đừng chạy xa quá, nhớ quay về sớm đấy. Con biết rồi. Mẹ ơi, con biết một chỗ hay lắm. Chúng ta hãy đào những cây nấm này, mang về nấu canh. Sao lo lắm Phượng Tài chạy xa, không biết đường về. Phượng Tài nhanh chóng chạy trở lại với đôi lắc lư và để lại một con chuột lớn đầy máu trước mặt Giao Giao. Mẹ xem này, con đã học được cách săn mồi. Con đã nhanh chóng bắt được một con rồi đấy. Giỏi không? Nhìn con chuột này, rồi nhìn Phượng Tài hào hứng. Mẹ ăn đi, nóng hổi đấy. Phượng Tài thật giỏi, nhưng món này quá bẩn, mẹ không ăn được. Đợi con săn được cái gì đó sạch sẽ hơn, mẹ chắc chắn sẽ ăn. Hóa ra mẹ không ăn chuột à? Thôi vậy. Mẹ, con dẫn mẹ đến một chỗ hay lắm. Lần này Giao Giao không từ chối. Cô ấy dẫn Phượng Tài theo hướng Tiểu Thanh chỉ. Dưới gốc cây cổ thụ sâu trong rừng, lần những chiếc lá phía dưới, Giao Giao bất ngờ phát hiện hai củ nhân sâm nhỏ. Tiểu Thanh, thật là giỏi. Đây là nhân sâm, Phượng Tài nhăn mũi. Mẹ không nhận lấy con mồi của con, nhưng lại nhận lấy của con rắn hôi Tiểu Thanh. Điều quan trọng nhất của nhân sâm là rễ. Giao Giao dùng cái cuốc nhỏ cẩn thận lật những chiếc lá và đất xung quanh, không làm hỏng gốc, và đã đào chúng ra một cách nguyên vẹn. Ném nhân sâm vào không gian, nghe thấy tiếng Phượng Tài hét to. Mẹ chạy nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Bỗng nhiên một mùi hôi tanh nồng nặc ập đến. Giao Giao siết chặt cái cuốc trong tay, nhìn thấy một con hổ trắng lớn đang đuổi theo Phượng Tài, chạy về phía này. Tiểu Thanh, chạy nhanh lên. Phượng Tài thấy Giao Giao ở đó, không muốn dẫn hổ đến chỗ cô ấy, liền chạy về hướng khác, cố gắng dùng thân hình nhỏ bé của mình để thu hút hổ. Nhưng hổ đã nhìn thấy Giao Giao. Người trắng nõn này trông có vẻ béo hơn một con sói con nhiều. Hổ dừng lại không đuổi theo Phượng Tài nữa, đôi mắt màu vàng nhạt nhìn chằm chằm vào Giao Giao, từng bước một tiến lại gần cô. Thân hình to lớn và áp lực khiến người ta mất đi bản năng lùi bước, không dám cử động. Đừng có ăn mẹ tôi. Dù Phượng Tài sợ hãi nhưng cũng rất tức giận. Con hổ lớn này có vấn đề à? Dám ăn mẹ tôi sao? Hổ gầm lên một tiếng. Ngươi chỉ là một con hổ ngốc vô dụng, cắn chết ngươi. Đừng có ăn mẹ tôi. Phượng Tài liền lao về phía hổ, cắn vào đuôi hổ. Hổ giơ chân sau, một cú đá làm Phượng Tài lộn nhào. Trước thân hình to lớn và tốc độ của hổ, Phượng Tài giống như con chuột lớn mà nó vừa bắt, bị đè dưới chân hổ, tự tìm đường chết. Giao Giao tỉnh lại, tay cầm cuốc run rẩy, cố gắng giao tiếp với hổ. Thả Phượng Tài ra, tôi cho cậu ăn. Đừng ăn nó. Mẹ ơi, mẹ chạy đi. Không được, ta không thể bỏ ngươi lại. Đã gọi ta là mẹ, làm sao có thể bỏ con chạy được? Nhưng mà mẹ không thể thắng được. Nó cũng không muốn chết, nhưng càng không muốn mẹ chết. Ánh mắt lạnh lùng của hổ nhìn Giao Giao, rồi nhìn xuống dưới chân mình. Con sói con đang khóc nức nở. Nó có thể hiểu tiếng người. Mẹ tôi rất giỏi. Mẹ đã nghe thấy, nhưng vẫn bị chân to kìm chặt, thậm chí còn khó thở. Giao Giao thấy hổ dường như biết mình có thể hiểu tiếng thú, cảm thấy tò mò. Tôi có thể hiểu. Tôi còn có thể chữa lành vết thương cho cậu. Ngay lập tức, ánh mắt của con hổ trắng hướng về phía cô. Chữa thương cho tôi. Giao Giao nuốt nước bọt trong sự căng thẳng, mồ hôi lạnh trên tay và lưng cô không ngừng chảy. Nhưng nhìn thấy Phượng Tài bị kẹt chặt dưới chân hổ, cô không thể không đối mặt với con thú dữ này. Hổ là bá chủ của rừng xanh, sự dữ tợn và nguy hiểm của nó không cần phải bàn cãi. Nhưng cô không thể bỏ mặc Phượng Tài. Đúng, tôi thấy rồi. Chân cậu bị thương, tôi có thể chữa lành cho cậu, giúp cậu băng bó. Nếu không, thì dù cậu ăn chúng tôi đi nữa, vết thương của cậu không lành, cậu cũng không sống được bao lâu. Trên bộ lông trắng của con hổ, có thể thấy rõ vết máu đỏ thẫm đen, đặc biệt là ở vị trí chân sau trái. Vết thương lớn đó đã dính bùn không biết từ đâu, nhưng vẫn có thể thấy rùi đậu trên đó, cho thấy vết thương đã bị hoại tử. Dù sức mạnh của con hổ trắng mạnh mẽ đến đâu, một vết thương không thể chữa lành cũng đủ để lấy mạng nó. Cô không lừa tôi chứ? Tôi thậm chí có thể hiểu lời nói của các cậu. Việc chữa lành vết thương có gì lạ đâu. Giao Giao nói một cách thư thái hơn. Cô lấy từ không gian hai cây thuốc chữa thương, ném trước mặt con hổ. Nếu cậu sống trong khu rừng này, chắc hẳn cậu phải nhận ra cái này. Đây là thuốc cầm máu và chữa trị gãy xương. Nếu vết thương của cậu lành lại, thì cậu mới có cơ hội ăn bữa tiếp theo. Tôi nghĩ cậu biết phân biệt một bữa no và bữa đói. Giao Giao nói trong khi cẩn thận tiến lại gần con hổ. Con hổ nhìn chằm chằm vào cô nhưng không ngăn cản. Khi chỉ còn cách con hổ hai bước, con hổ mở miệng, lộ ra hàm răng trắng sáng. Con hổ gầm lên. Cậu yên tâm, tôi là một phụ nữ yếu đuối, không thể thắng được cậu. Chỉ cần cậu cho chúng tôi đi, tôi sẽ không nói cho ai biết về nơi ở của cậu. Vượng Tài của tôi vẫn còn nhỏ, cũng không đánh bại được cậu. Đương nhiên, chỉ là một con sói con, còn mơ đánh bại tôi. Xin cậu hãy tha cho nó. Con hổ thật sự đã buông Vượng Tài ra. Nếu cậu dám lừa tôi sẽ ăn thịt hai người ngay bây giờ.
Yên tâm, dù cậu có bị thương một chân thì vẫn chạy nhanh hơn tôi hai chân. Thấy hồ trắng chịu thỏa hiệp, Giao Giao cũng bình tĩnh hơn nhiều. Cô lấy thuốc từ trong không gian ra, nhìn thấy vết thương của hồ trắng đã bị lở lét một mảng lớn. Giữa phần thịt thối giữa có thể nhìn thấy những con giòi nhỏ màu trắng đang bò lúc nhúc. Giao Giao cũng từng cứu giúp không ít chó mèo hoang, lúc được nhặt về trên người chúng cũng trong tình trạng như vậy. Cô mở chai oxy ra đổ thẳng lên vết thương, cơn đau dữ dội cũng không khiến hồ trắng có bất kỳ phản ứng nào. Giao Giao dùng gạc sạch làm sạch vết bẩn bên ngoài, nhưng phần thịt chết đã thối giữa thì phải được loại bỏ. Nếu không, độc tố trong đó sẽ lan ra toàn thân hổ trắng. Giao Giao lấy dao phẫu thuật ra. Này, ngươi cầm cái gì đấy? Hổ trắng nhìn thấy con dao trong tay Giao Giao, lập tức căng cứng cả người. Con người đáng ghét nhà ngươi, dám lừa ta, nói là chữa thương cho ta, lại lấy dao ra. Hổ ra đây không dễ bị lừa đâu. Không không không, tôi chỉ muốn giúp cậu cạo bỏ phần thịt thối này thôi. Nếu không, vết thương của cậu sẽ ngày càng nặng hơn, không thể lành được. Tiếng gầm rú bất ngờ của nó khiến cô giật mình. Vết thương của ta là bị loại người như ngươi dùng dao chém đấy. Giọng nói của hồ trắng lộ rõ sự tức giận và một chút sợ hãi. Tôi không lừa cậu thật mà. Nhìn xem, ngoan ngoãn. Giao Giao cắt bỏ phần thịt thối, cơn đau khi bị cắt thịt chỉ khiến mũi hồ trắng nhăn lại, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. Nó nhíu mắt, lạnh lùng và cảnh giác nhìn Giao Giao cử động. Sau khi xác định Giao Giao thật sự không có ác ý, hồ trắng mới thả lỏng người. Thuốc trị thương và nước linh tiền hòa vào nhau thành dạng sệt, được bôi lên vết thương của hồ trắng. Cảm giác mát lạnh khiến hồ trắng dễ chịu hơn nhiều. Cô vừa băng bó vết thương cho hổ trắng vừa nói chuyện, phân tán sự chú ý của nó. Không dùng thuốc tê cứ thế cạo thịt chữa thương đối với hổ trắng chắc chắn là rất đau. Lỡ như nó đau quá mà mất lý trí thì dù cô Vượng Tài và Tiểu Thanh có hợp sức lại cũng đừng hòng sống sót khỏi nanh vuốt của hổ trắng. Đúng rồi, lúc này cậu nói cậu bị người ta chém trúng phải không? Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy sub sticker giáp và cày view hộp donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.